Yo, chào mừng em đã trở lại với channel của mình. Và em đừng quên, nếu thấy hay video này thì đừng quên nhớ like cho tôi một cái và đăng ký kênh cho tôi một cái để ủng hộ channel của tôi nhé. Đấy. Và anh em nào muốn thử thách mình làm cái gì thì đừng quên bình luận ngay dưới phần bình luận giúp mình nhé. Cảm ơn anh em. Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư? Hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cày thuê cho đến mua bán Robux. Đấy. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. Alo, em ơi. Alo. Ơi, nghe đồn thấy anh em Discord kêu giờ này mày PVP ghê lắm đúng không em? Đúng. Ôi, lại PVP á. Được, đây. Đi vào đây. Đấy. PVP win 25 mét bounty đấy. 25 mét bounty cũng win cả. Đây, anh xin tự giới thiệu với mày đống trái quỷ của anh đây. Đấy. Bây giờ nhá, chỉ cần mày PVP thắng anh một ván thôi. Mày muốn trái gì trên này anh cũng cho. Ok chưa? Hả con gà. Chơi đúng không? Ok, thế thì bây giờ qua cân 10 anh luôn á. Ui ôi. Đây, đi. Qua võ đài này em. Ok, bây giờ anh đếm nhá, sẵn sàng chưa hả con gà? Ok em nhá. Ok, 3 2 1. Ok, đánh đẹp đây. Oh my god.
Nãy là thôi, anh nhường chú, chẳng qua là hơi lag một chút thôi nhá. Ok, nhưng mà thôi, đã thua là phải chịu đúng không? Thôi, con gà cứ gáy đi, ok. Ok, bây giờ có đống chỗ trái quyền này. Đâu, ra đây, ra đây, ra đây. Đây, bây giờ có đống trái này, em thích lấy trái nào? Đấy, chọn đi. Theo kinh nghiệm của tôi, nó thì đưa ra kinh. Ôi, tôi biết cái mà, thôi, ok, thôi. Đây, để anh cho con gà chạy ra gần nhé. À mà em thích lấy Dragon V1 hay V2 đấy. Dragon gọi là đỏ thắm thiết đúng không? Thanh long đúng không? Hay là Dragon màu cam? Dragon bốc cháy á. Ok đây. Ok. Ok, đấy, trái Dragon gọi là cam rực cháy của em đấy. Đấy, xin, ôi ôi, thôi chẳng quanh nhường thôi. Thấy bữa bị anh PVP cho 3-0 khóc. Ôi, thôi anh nhường cho trận đấy. Ok, bây giờ tay trái quỷ cũng đã đến chủ rồi. Đấy, ăn đi em. Quất đi em. Đấy, ok. Đấy, thôi, lần này anh nhường, lần sau PVP tiếp rồi. Không còn lần sau anh tha cho nữa đâu nhá. Nhận đúng lần này đấy. Alo alo, bà con ở đây có ai mua trái cây ngon bổ rẻ đây. Bà con ơi, ở đây có ai mua trái cây không nhỉ? Ê chị nhỉ, vào đây làm tí trái cây không chị? Chị mua trái cây nè em ơi. Chị mua trái cây á. Em ở đây em bán có là 10.000 một ký. Chị mua bao nhiêu ký nhỉ chị? Chị nghĩ là chị mua hết tất cả số trái cây đó. Nhìn chị khá là tomboy như này. Nhìn bộ dạng của chị làm sao mà có tiền. Ê, chị có đủ mua không đấy? Em đừng quay thường người khác chứ. Chị đủ nha. À thế thì bây giờ em xin tự giới thiệu với chị. Đây đằng sau là toàn bộ trái cây của em. Như chị đã thấy thì bây giờ em sẽ gọi là lấy một trái cho chị ăn thử trước nhá. Chị sẽ vào xem nào. Ô chị ơi, tại sao chị lại vào đây nhỉ chị? Đứng yên, cướp đây. Hãy giao hết tất cả số trái cây và tài sản ra đây, mau. Chị ơi, em còn mẹ già và con trẻ ở đây, chị làm như này thì chết em rồi. Chị ơi, chị có thể tha em được không? Không nhiều lời, có giao ngay không? Không giao, thà sống trong vinh quang mà thôi chị ơi, nhẹ thôi nhá. Vậy hãy đem số tài sản này cùng ngươi chết đi. I'm getting freaky.